con tỳ hưu này bằng ngọc bích. Nó có từ thời nhà Tống. Mấy ông xem đi, mấy ông xem đi. Mấy ông xem đi rồi mới thấy được giá trị của nó. Xem đi. Không lẫn vào đâu được. Nó là của ông à? Của tôi chứ của ai? Ông chắc chứ? Trời đất ơi, vật gia bảo của nhà tôi mà tôi không chắc sao được. Thật không ngờ. Quỳnh, 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 thôi thôi thôi, bây giờ mình bắt được chưa? Nhà người tài lanh quá đó. Ủa, các người đang nói gì ạ? Con tỳ hưu bằng ngọc bích này có một vết khắc hình lục lăng ở sau đuôi, ký hiệu riêng để nhận dạng của gia bảo và họ Hồ. Vì sao nó trở thành vật sở hữu của ngươi? Vậy các người là người của Huyền Đường. Bác Thác, đừng chạy hả? Đừng chạy hả? Đưa hắn về Gia Môn. Tôn lệnh, tôi đâu có tội gì đâu. Để lên.